Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Orient President khác. Trước đây mình đã trên tay một chiếc Demigold, còn chiếc này là Full Gold luôn. Dành cho anh em nào mà thích nhìn giống như là một cục vàng ở trên tay. Mình sẽ mở hộp. Chiếc President Full Gold này các bạn có thể thấy là em nó có màu là Yellow Gold. Và nó khá là rực rỡ. Với chiếc President Full Gold này, anh em có thể thấy là bộ dây của em nó được hoàn thiện theo hai cách. Một là bóng và hai là sần. Và điều này thể hiện rất là rõ ràng ở trên bộ dây. Các bạn có thể thấy là ba cái chỉ ở giữa thì chúng ta được làm bóng, còn hai cái chỉ hai bên chúng ta được làm sần. Và vì chiếc này là nó có cái màu là màu gold được mạ màu PVD, cho nên là các bạn sẽ thấy là màu gold này nó hơi bị rực sáng, nó không giống với màu gold 18K ở trên chiếc Rolex thật. Cho nên là anh em nếu mà có nhìn thì anh em cũng cố gắng nhìn, nếu mà ok thì anh em xúc. Còn anh em nếu mà lăn tăn về cái màu của nó thì thực sự là nó cũng không quá khó khăn để đeo. Chiếc này thì với anh em mà tầm tuổi có gia đình và cao tuổi một chút thì anh em đeo có thể thoải mái. Size 37 phù hợp với tay anh em, tay từ 15.5 cho đến 17 cm, đeo rất là đẹp. Thậm chí là dưới 15.5 thì các bạn đeo cũng thoải mái bởi vì size này nó rất là bé. Đó, hiện tại là lịch nó đang ở một cái 3 giờ, cho nên là đó, khi mà mình quay đến 10 giờ 10 thì các bạn sẽ thấy là lịch nó hoàn toàn là ngon nghẻ luôn. Chiếc này chống nước 100m cho nên là chúng ta sẽ còn uống skill down. Nói chung là em nó là một em rất là đẹp trong cái tầm tiền, và với đặc biệt với những cái người mà tay nhỏ, với anh em tay nhỏ thì không có cái gì để chê cả, bởi vì chiếc này nó vừa có kính sapphire, vừa có chống nước 100m, lại có một cái thiết kế cực kỳ sang chảnh. Rồi, nếu như anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo ICS, ICS đang có sẵn hai chiếc này. Và nếu mà anh em muốn thử thì cứ qua ICS, bên ICS có sẵn để cho anh em thử lên tay luôn. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Trên đây chỉ là video trên tay nhanh chiếc Orient President Full Gold. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của ICS.